Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Bữa nay thì nói nhiều quá thì chắc quý vị cũng chán. Thì nói ít ít thôi giờ một Phật. Chân hiếu sẽ thưa quý vị, sẽ bây giờ kể chuyện. Thưa quý vị, ngày xưa thì có một vị tăng đó thì rất là chân thật tu, mà có cái tật là buồn ngủ, thì ngồi thì ngủ thôi, ngủ mà ngủ nhiều lắm, ngủ không có phải như mình, ngủ nhiều hơn, có nghĩa là không có dụng công thì thôi, mà dụng công thì ngủ, thì nó cứ gục suốt ngày vậy đó. Thì ổng bực lắm, thì ổng nói bây giờ đó phải tìm cách làm sao chứ ngủ như vậy thì không thể được. Thì một ngày đó cái vị đó mới quyết định là leo lên cái cây ngồi, nếu mà ngủ thì té chết, thì nó đâu có dám ngủ, thì lên đó thì thức. Thưa quý vị, lên đó thì đâu có ngủ được thì thức luôn. Thì đó thì thấy một lúc đó cái ngài ngủ gục té xuống, thì khi té đó thì thấy như cái thân sao nó nhẹ nhàng quá, sao nó không có nặng, mà sao rớt xuống đất rất là nhẹ mà không có chết. Thì ngài mới hỏi ai đỡ tôi vậy, thì cái vị thần hộ ngài mới nói tôi đỡ đó, tôi đỡ ông. Cái ngài ở trong tâm mới nói là bây giờ mình tu giỏi rồi, có thần hộ pháp rồi. Ở trong tâm móng cái niệm đó, thì cái vị thần nói liền, nếu mà ông móng cái niệm đó đó, 20 năm tôi không có hộ ông nữa. Cái niệm đó là không có được, đừng có móng cái tưởng mình tu giỏi vậy đó. Tại có duyên thì độ ông, thì hộ cho ông thôi, thấy ông té thì đỡ, nhưng mà đừng có móng cái tâm đó, bây giờ không có hộ nữa. Thì ngài nói chết rồi, nếu mà không có hộ mà té là chết. Thì ngài cũng leo lên cái cây đó nữa, nhưng mà bây giờ nó lờn rồi, leo lên là ngủ. Thì leo lên thì té, té nữa, thì cái thằng hộ pháp lại đỡ nữa. Ngài mới nói là ông đó thì nói 20 năm không có hộ tôi, sao bây giờ lại đỡ vậy? Thì cái vị thần hộ pháp nói tại ông sám hối, cho nên cái tội đó đã hết rồi, cái tội cao ngạo ông đã hết rồi, cho nên bây giờ tôi lại hộ lại, tại vì cái chân thành sám hối, cho nên cái đó là bỏ qua không có tính. Thì từ đó đó ngài tu rất là chân thành, sau này thì không biết sao, nhưng mà trong sách chỉ vậy thôi, thì nói rằng là mình sám hối nó thì tội chướng gì cũng có, và những cái người hộ pháp họ cũng có thể hoan hỷ. Ví dụ mình làm lỡ làm cái tội gì đó thì mình có sám hối thì những cái vị hộ trì cho mình họ cũng hoan hỷ, họ cũng sẽ là bỏ qua cho mình. Cái sám hối rất là vi diệu. Kể thêm một chuyện nữa là ngày xưa có cái vị đó tên là Trương Khâu Vận, làm quan lớn lắm. Thì lúc mà đánh giặc đó, đi ra trận thì bị nhức đầu lắm mà không có thuốc chữa, không ai chữa được hết, mà mời bao nhiêu vị danh y tới chữa, tại mà đang đánh giặc mà nhức đầu thì nguy hiểm lắm, tại vì ông ta là điều binh khiển tướng, nhưng mà không ai chữa được. Thì có một vị thiền sư Phong Khang đi tới, thì thiền sư nói thiền sư sẽ làm một cái nước rồi cho uống thì hết bệnh. Thì ông ta mới uống cái nước của thiền sư. Thiền sư đó làm cái nước xong rồi tụng chú gì đó cho ông ta uống. Rồi thiền sư có duyên với ông đó, uống xong rồi ông hết bệnh, thì ông lễ tạ, rồi ông hỏi là trên thế gian có bậc thánh nào để thờ không, có người thánh tăng nào để cho mình cung kính được không. Thì ngài nói nó thấy mà không thấy, không thấy mà thấy. Ở chùa Quốc Thanh có hai vị Hàng Sơn Thập Đắc là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Ông tới đó đảnh lễ đi. Thì xong rồi cái ngày đi về, cái vị quan đó xong hết cái cơn bệnh rồi về cung đó một thời gian, thì cái ông ta mới nhớ lời cái thiền sư Phong Khang nói như vậy. Và cái quan chức đó thì càng ngày càng lớn lên, càng cao. Thì ông ta mới đi tới chùa Quốc Thanh để đảnh lễ. Thì Hàng Sơn Thập Đắc đó, Hàng Sơn là núi lạnh mà Thập Đắc là lụm được,
Có nghĩa là ngày xưa có hai cái em bé đó, một đứa thì ở trong núi lạnh, những cái vị tăng đi đi không biết đi lấy cái gì kiếm gì trong đó lại gặp thì đem về. Thì cũng một ngày đó thì cũng ở giữa đường có một em bé không có ai mà nhận hết đó, thì các thầy mới đem về chùa. Hai ông nó cho xuất gia mà là khùng khùng điên điên chứ không có tỉnh. Hai ông đó là không có giống ai hết, nước mũi cứ chảy suốt ngày, không có lao, thì nó rất là kỳ lạ, không có ai hết đó. Chúng ghét lắm. Chúng thì 500 người. Thì ngày Phong Cang đó là hóa thân của Phật A Di Đà. Ngày Phong Cang đó thì chúng rất là thịnh, mà hai cái vị đó đó thì cứ cười giỡn rồi ở trong bếp ăn đồ dụng ăn nó phá lắm, không có theo chúng. Mà lâu lâu lên bàn Phật ngồi, người ta thấy người ta đánh, người ta đuổi, mà ngồi là nói kệ rất là hay. Người ta nói khùng mà sao nói kệ hay, nhưng mà người ta không có tin đó, tại vì hay cũng không tin đó, nói hay cũng không tin đó, tại vì khùng mà sao tin được. Thì cái lúc cái quan đó ông tới, ông tới chùa Quốc Thanh đó, ông hỏi là ở đây có bà Thượng Phong Cang không. Rồi ông là đại quan thì ông tới, thì nó người ta tới đông lắm, quân hầu rồi tới. Thì chúng nói là thiền sư Phong Cang ở sao, nhưng mà không ai tới được, tại vì hổ nó ở đó nhiều lắm, không có ai dám lai bản cái khóc của ngài hết đó. Ngài ở đó thì hổ nó bu gì đó. Thiền cái vị tăng mới đi ra làm sao thì thấy dấu chân hổ rất nhiều, thì nhìn vô cái cốc thì không thấy ngày nữa, không thấy ngày nữa. Thì cái vị tăng mới quay là hỏi cái vị tăng vị quan mới hỏi là ở trong chùa này có hàng sơn thạch đắc không cho tôi đảnh lễ để bái. Thì cái vị mấy vị kia cười quá trời luôn, sao mà đại quan đi lễ ông khùng, ông khùng mà đâu có lễ được, chắc ngài lộn hay như thế nào đó. Thì ông nói không đâu, thiền sư Phong Cang nói đó, hai vị đó là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, bây giờ cho tôi đảnh lễ đi, tại vì nó tôi được ngài trị hết bệnh ngày xưa gì đó, kể như vậy. Thì nói quá thì quan ra lệnh, thì mấy vị tăng mới vô nắm đầu hai ông lôi ra, kéo xốc xếch vậy đó, kéo ra. Thì vừa kéo ra thì ông quan đảnh lễ, thì hai ngài bỏ chạy. Tiệm quan không sai lính nó vượt theo bắt về cho tôi, bắt về được. Thì ông mới đem y rồi cả những cái đồ quý báu ông cúng dường để đảnh lễ xong rồi đó. Thì ông cũng như là tỏ lòng thành để biết là hai vị là Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Thì vừa đảnh lễ xong thì hai ngày chạy vô núi mất. Thì cái lúc đó đó người ta mới đi kiếm lại đó, thì khắp cả chùa và trong cái dân làng ở chỗ đó đó, tường vách ở trên tường nó toàn là kệ của hai ngài không, rất là nhiều kệ mà để lại rất là nhiều, mà viết trên tường, viết trên mấy cái nhà của người ta đó, mà kệ mà ngài Hư Vân kể chuyện này, ngài Hư Vân kể ngài nói là cái chữ đẹp lắm, mà cái thơ hay thiệt là hay. Thì cho biết rằng là các vị Bồ Tát thường thể hiện trong nhân gian, thường thể hiện lắm mà mình không có biết. Thì khi mà bị phát hiện đó thì là liền bỏ đi, thì ngày Phong Cang cũng mất tiêu luôn. Thì khi mà hai vị chạy đi đó thì nói đó, Phong Cang là A Di Đà Phật hóa thân, ngài thiệt là nhiều chuyện quá. Thì hai vị đó nói như vậy thì người ta mới biết. Thì ra là một lúc ba vị tới, nhưng mà khi biết đó thì mất hết, ngày Phong Cang cũng không có ai thấy nữa. Thì xong cái câu chuyện đó, thì kế đó có một câu chuyện là có một vị tăng đó phát tâm cúng dường thuốc men với lại ra chăm sóc cho những người bệnh nhân. Người nào bệnh thì ngài tới, hoặc là tăng chúng nào bệnh thì ngài chăm sóc rất là chu đáo. Thì ngài phát tâm như vậy nhiều năm, thì có một lúc đó có một vị đó bệnh bệnh hủi, bệnh phong gì đó, mà không có ai dám chăm sóc ở đó. Thì ngài cũng tới chăm sóc. Người ta sợ lắm, thấy cái vị tăng đó người ta cứ rất là sợ, cái bệnh đó giống như nó lây hay sao đó, người ta sợ lắm. Thì cái vị đó cũng không có sợ, vị đó cũng chăm sóc rồi lao vết thương này nọ. Thì tới một lúc cái thân của cái vị tăng đó nó bay ra mùi thơm rất là thơm, mà cái sự thanh tịnh ở trong thân đó nó tỏa ra đó. Thì ngài
cái vị đó mới biết cái vị này chắc là Bồ Tát, phải là giống như là hóa hiện thử lòng mình thôi. Thì khi mà biết được như vậy thì cái vị đó đi mất tiêu luôn, không có thấy nữa, thì cũng là hóa thân, cũng như là những cái người đó thử lòng mình. Tại cái vị này rất là chân thành đó. Thì cũng như là cái vị mà thì không phải cái vị mà rửa cái ghẻ mặt đó, mặt người đó, thì cũng là gặp cái vị, phải không, cũng chăm sóc cho một vị cao tăng đó, thì cũng là hóa thân. Những cái người đó thường ở trong nhân gian để mà thử lòng mình, nhiều khi thử lòng mình nữa. Nha, ngồi đạt quốc sư. Dạ, kể thêm chuyện nữa chắc nghĩ không? Là ngày xưa có một vị tăng đó, cái vị đó chưa xuất gia đâu, thì nghe danh ngài Hám Sơn tới cái chỗ ở đó. Thì ngày xưa đó là đường đi khó khăn, mà nước Trung Quốc rất là lớn, mà một vị thánh tăng mà tới cái vùng mình là hy hữu lắm, đâu có thể nào gặp được. Thì khi mà ngài Hám Sơn tới đó thì cái vị này rất là mừng, nói đó là không có tìm mà gặp, không cầu mà gặp, tự nhiên ở đâu đưa một vị Bồ Tát về đây, cho nên ngài đã quỳ xuống xin xuất gia. Ngài Hám Sơn không chịu. Rồi cái vị đó nó buồn lắm, nhưng mà cũng ráng tu, thì ngài cũng dạy cho vậy đó. Thời gian sau thì ngài Hám Sơn ngài đi xa, đi cái vùng khác, thì cái vị này mới nói Bồ Tát tới mà không có nhận, bây giờ Bồ Tát đi rồi mà đời này không gặp Bồ Tát làm sao tu được. Thì ông ta mới cắt cái da đó, làm cái tim đèn để mà đốt, để mà dâng lên Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu nguyện và niệm Bồ Tát, cầu Bồ Tát sao cho con được gặp ngài Hám Sơn. Mà ông cứ cắt cái da như vậy, mà cắt thành một cái thẹo như vậy, một cái vết thương rất lớn vậy đó, mà cứ đốt hoài vậy, ngày nào cũng cắt da làm tim đèn hết, rồi quỳ ở đó rồi niệm Bồ Tát. Mà cái người đó đó thì cái tánh nó rất là dũng mãnh. Ngài Hám Sơn nói cái người này tánh mạnh lắm, đệ tử mà hạng nhất là cái vị đó đó. Thì đó, ông ta cứ cắt làm như vậy, tới một lúc đó thì cái vết thương nó tự lành và nó hiện lên hình Bồ Tát ở trong vết thương. Sơn kể cái này là ngài Hám Sơn, đệ tử của ngài đó. Thì sao ngài Hám Sơn trở về chỗ đó là được thoại nguyện, thì quỳ xuống xin xuất gia. Ngài Hám Sơn cũng không cho nữa, rồi đó ông ta mới trả lời một cái câu nào đó, ngài Hám Sơn mới nhận. Người xưa nó cầu xuất gia khó quá, mà phải trả lời được cái gì hoặc là như thế nào đó ngài mới nhận. Trả lời cái câu nào đó chẳng hiểu, không nhớ đâu, thì ngài mới cho làm đệ tử. Nhưng mà 30 mấy tuổi là chết rồi, nhưng mà là ngồi chết đó, rất tự tại đó. Đó là mất sớm nhất mà là đệ tử của ngài. Và cái vết thương nó, cái hình Quan Thế Âm nó hiện rất là rõ. Ngài Hám Sơn nói là mũ mặt mũi rồi rất là rõ ràng, thì biết là Bồ Tát rất là linh thiêng. Nếu chúng ta có lòng thành thì sẽ được cứu độ, cũng như là khi mình gặp tai nạn hay là bất cứ cái gì, chúng ta niệm Bồ Tát, mình tâm mình niệm đó, thì cảm ứng rất là sâu. A Di Đà Phật giống nhau thôi quý vị, A Di Đà Phật cũng vậy, công đức vô lượng, danh hiệu công đức vô lượng là cái công đức của cái danh hiệu Phật là bất khả tư nghị. Khi mà mình niệm một danh hiệu Phật đó thì công đức bao nhiêu muôn ngàn công đức đều quay về với mình hết. Mình niệm đều có thể niệm được A Di Đà Phật, thì mỗi một niệm là công đức vô lượng vô biên, có nghĩa rằng thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ. Thì mình đọc kinh Di Đà nói là không có đủ, không có thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ thì không có sanh được nước Cực Lạc. Thì mình cứ nghĩ rằng là chắc là phải làm phước nhiều mới được giáng sanh, hoặc là mình đủ phước. Nhưng mà các ngài giảng đó là cứ niệm Phật là phước nhiều nhất. Thì cái đó là ý của Phật, là niệm A Di Đà Phật là thiện căn phước đức nhân duyên. Mà cái người tin thì mới có thể niệm được. Thì cái người tin là cái người cũng đầy đủ phước đức nhân duyên mới tin được.
thì chúng ta có lẽ cũng có nhân duyên thù thắng lắm mới tin được. Hy vọng ai cũng được giải thoát hết. Con Phật. Mời quý vị chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này mang về tha tất cả để thứ và chúng sanh.